Tuy kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 chưa mở cửa, nhưng Man United đã ráo riết triển khai kế hoạch mua sắm nhằm cải tổ lực lượng sau mùa giải đầu tiên có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa đáng kể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo thông tin được đồng loạt các trang báo uy tín tại Anh và Italia đưa ra, Man United đã tiến đến rất gần với thỏa thuận Kim Min-jae, trung vệ đang khoác áo Napoli. Tuyển thủ Hàn Quốc từ lâu đã nằm trong danh sách những mục tiêu chính của Quỷ Đỏ nhằm cải tổ chất lượng hàng phòng ngự. Có đến 4 hậu vệ dự kiến sẽ bị tống tiễn khỏi Old Trafford trong mùa hè này và vị chiến lược gia người Hà Lan tin rằng Kim Min-jae sẽ là mảnh ghép quan trọng để Man United đủ sức canh đua với những đội bóng hàng đầu. Mức phí chuyển nhượng của trung vệ đang khoác áo Napoli này được đồn đoán là 56 triệu bảng, tương đương với 60 triệu euro, con số phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của một cầu thủ châu Á. Thực tế, cho dù đã có bước thăng tiến vượt bậc trong vài năm trở lại đây, nhưng các cầu thủ châu Á vẫn còn ở dưới tầm so với những cầu thủ Nam Mỹ, châu Âu hay là châu Phi. Bằng chứng là hiếm cầu thủ nào đến từ lục địa vàng chiếm được vị trí quan trọng trong trục xương sống của những đội bóng hàng đầu châu Âu. Đồng nghĩa các ông lớn cũng hiếm khi mạo hiểm chi số tiền lớn để chiêu mộ một cầu thủ Á châu. Đến hiện tại, cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử lại là bản hợp đồng do một đội bóng châu Á thực hiện. Đó là khi Andujar chi ra 35 triệu euro để chiêu mộ Shoya Nakajima từ Portimonense vào năm 2017. Bản hợp đồng đắt giá thứ hai mới do đội bóng châu Âu thực hiện với 30 triệu euro Tottenham chi ra để có được Son Heung-min từ Bayer Leverkusen. Đây là vụ đầu tư quá hời của The Spurs và Son Heung-min cũng là cầu thủ châu Á vươn tới đẳng cấp cao nhất từ trước tới nay. Kim Min-jae là người tiếp theo, dù cầu thủ này thi đấu ở vị trí rất khác đàn anh. Napoli đã trải qua một mùa giải thành công rực rỡ khi chấm dứt cơn khát Scudetto kéo dài 33 năm bằng chức vô địch Serie A 2022-2023. Hình ảnh hàng vạn cổ động viên đổ xuống đường ăn mừng cho thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến của người dân thành Naples. Trong chiến công mang tính lịch sử ấy, thật thú vị khi Kim Min-jae, một cầu thủ châu Á, lại đặt dấu ấn đậm nét khi lại còn ở vị trí trung vệ, vị trí mà xưa nay hiếm có đội bóng châu Âu nào sử dụng cầu thủ da vàng. Cụ thể, mùa giải vừa qua, Kim đã ra sân tổng cộng 34 trận tại Serie A, cả 34 trận đều đá chính, được Who Score chấm điểm cao nhất trong số những trung vệ tại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia. Đáng nói hơn nữa, Kim chỉ mới gia nhập Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Cầu thủ người Hàn Quốc chuyển đến đội bóng thành Naples từ Fenerbahce với mức phí chuyển nhượng 18,5 triệu euro, con số vốn đã ấn tượng với một cầu thủ châu Á. Thương vụ này được thực hiện nhằm thay thế Kalidou Koulibaly, trụ cột lâu năm nơi hàng thủ Napoli. Đánh giá về Kim Min-jae, cựu danh thủ Giuseppe Bergomi, trung vệ đội tuyển Italia vô địch World Cup 1982, công nhận: "Tất cả chúng tôi từng nghi ngờ về Kim Min-jae sau khi Koulibaly ra đi. Nhưng giờ tôi gọi Kim là chàng lính trẻ. Cậu ấy luôn có mặt đúng lúc và không bao giờ mắc sai lầm." Trong khi đó, tạp chí thể thao danh tiếng 442 đã xếp Kim Min-jae vào top 10 trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, bên cạnh những cầu thủ như Antonio Rudiger, David Alaba, Ruben Dias hay William Saliba. Tuy không còn vàng son rực rỡ như giai đoạn cuối thế kỷ 20, nhưng Serie A dẫu sao vẫn là cái nôi phát triển Catenaccio, lối chơi phòng ngự bê tông chứa danh của người Ý và sản sinh ra hàng tá trung vệ hàng đầu thế giới như Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini. Vì thế, thành công mà Kim Min-jae đạt được lại càng trở nên ý nghĩa. Sở dĩ Kim Min-jae có thể thành công ở vị trí trung vệ tại môi trường bóng đá châu Âu là bởi anh sở hữu thân hình hộ pháp, không hề kém cạnh cầu thủ da trắng hay da màu nào. Kim cao đến 1m90, nặng gần 100kg, thân thể đô con và cơ bắp săn chắc như thép nguội. Vóc dáng cường tráng ấy của Kim được thừa hưởng từ một ông bố là võ sĩ judo và mẹ là vận động viên điền kinh. Vì thế, tại quê nhà Hàn Quốc, anh được gọi với biệt danh là quái vật. Nhờ hình thể vượt trội cùng một ông bố vốn là võ sĩ, Kim sở hữu lối chơi dũng mãnh, thậm chí là có phần hùng bạo. Bản thân hậu vệ người Hàn Quốc này cũng thừa nhận hình mẫu mà anh muốn noi theo là Sergio Ramos, trung vệ nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và từng gây tranh cãi vì đòn khóa tay đặc trưng của judo để loại ngôi sao Mohamed Salah ra khỏi trận chung kết Champions League 2018 giữa Real Madrid và Liverpool. Các hậu vệ của Real Madrid hơi thô bạo, còn hàng thủ của Barcelona thiên về sự uyển chuyển, mềm mại. "Cá nhân tôi thích đánh và bị đánh", Kim chia sẻ. Tuy nhiên, giống như Ramos, sẽ hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng Kim Min-jae chỉ biết ăn người trên sân bóng. Trung vệ người Hàn Quốc này sở hữu đôi chân thanh thoát, kỹ năng xử lý bóng toàn diện, óc phán đoán thính nhạy để truy cản đối phương lẫn cầm bóng thoát pressing để tổ chức tấn công cùng toàn đội. Bằng chứng là Kim đứng đầu Napoli về chỉ số phá bóng giải nguy, trung bình 3,9 pha clearance mỗi trận tại Serie A mùa này, và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng lên tới 90,7% cho trung bình 78,5 đường chuyền mỗi trận. Nhấn mạnh thêm, khác với những đội bóng Serie A thường lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công thực dụng, Napoli dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luciano Spalletti đi theo con đường kiểm soát bóng và thao túng thế trận.
Họ đứng đầu và vượt trội phần còn lại về tỷ lệ kiểm soát bóng, lên tới 61,2% mỗi trận, lẫn tỷ lệ chuyền bóng chính xác, trung bình 87,4% mỗi trận. Muốn đứng trong đội hình như vậy và trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, nghiễm nhiên Kim phải cực kỳ xuất sắc trong khâu cầm bóng, chứ không đơn giản chỉ là phòng ngự. Kim Min-jae sinh trưởng trong môi trường rất thuận lợi để trở thành cầu thủ bóng đá. Không chỉ thừa hưởng DNA thể thao từ bố mẹ, cầu thủ này đến từ Tongyeong, thành phố vẫn được ví như Naples của Hàn Quốc vì truyền thống bóng đá đáng tự hào. Nơi này đã sản sinh ra Kim Ho-kon, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Kim Ho-kon, tổng giám đốc của trung tâm bóng đá Yongjin, Kim Jong-bu, huấn luyện viên Kyung Nam và Kim Do-hun, huấn luyện viên Ulsan. Tuy nhiên, kể cả có góc gác như vậy, việc Kim trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự đội bóng thống trị Serie A và được đánh giá nằm trong top 10 trung vệ hay nhất thế giới vẫn là kỳ tích khó tin. Dù sao đi chăng nữa, mặc dù bắt đầu để lại những dấu ấn trên trường quốc tế, song bóng đá châu Á vẫn còn thua kém so với những nền bóng đá khác. Câu chuyện cổ tích của Kim càng kỳ diệu hơn nữa nếu biết thêm về xuất thân của cầu thủ này. Tại quê nhà Tongyeong, bố mẹ Kim Min-jae, ông Kim Tae-kyun và bà Lee Yoo-son mưu sinh bằng một cửa hàng sashimi nhỏ, quy mô chỉ có 6 bàn ăn. Hàng ngày, ông Tae-kyun lái xe ra chợ chở cá mua thực phẩm và đem về nhà cho bà Yoo-son chế biến rồi bán cho khách. Vì cuộc sống gia đình khá vất vả, để tiết kiệm cho gia đình, thời còn đi học, Kim Min-jae không dám mua đôi giày đá bóng mà xin lại từ đàn anh trong đội. Kim cũng phải bỏ học đại học ở trường Yonsei vào năm thứ 2 vì gia đình không đủ điều kiện tài chính đầu tư và chờ đợi. Cậu phải thành công nhanh hơn trước khi bố mẹ già đi. Năm 2012, khi trung vệ này được triệu tập vào tuyển U17 quốc gia, nếu như những đồng đội đến sớm một ngày và nghỉ ngơi tại khách sạn ở thủ đô Seoul thì điều kiện của gia đình Kim Min-jae không cho phép như vậy. Bố mẹ Kim phải làm việc suốt ngày đêm tại cửa hàng nên không thể thảnh thơi đưa cậu con trai lên tuyển lần đầu tiên trong đời. Ông Kim Tae-kyun nghĩ ra một phương án, dù không hoàn hảo, song đó là lựa chọn khả dĩ nhất thời điểm đó. Đó là ông kết hợp đi giao cá và chở Kim Min-jae lên tuyển. Hành trình kéo dài 7 giờ đồng hồ suốt đêm trên chiếc xe chở cá của bố chính là một trong những bước đi quan trọng trong sự nghiệp của trung vệ số 1 Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại. Chiếc xe tải rất to, khoảng 15-20 tấn, Kim nhớ lại. Phía sau có một bể nước để thả cá tươi. Tôi nhớ rất rõ vì hôm ấy là ngày trọng đại của cuộc đời mình. Tôi chỉ tiếc vì bố tôi chỉ đưa tôi đến nơi rồi phải đi ngay để kịp giao cá. Đó là lần đầu tiên tôi được gọi vào đội tuyển quốc gia. Tôi còn rất trẻ và hơi ngại ngùng, xấu hổ vì phải lên tuyển theo cách đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, câu chuyện ấy thật tuyệt. Tôi gần gũi với cha mình và đây chính là khoảnh khắc đã tạo nên con người của tôi. Để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, Kim Min-jae rời trường đại học Yonsei vào mùa hè 2016 để gia nhập câu lạc bộ hạng 3 Kyungju KHNP. Một năm sau, anh gia nhập Jeonbuk Hyundai Motors, đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc vào thời điểm đó. Dù còn rất trẻ, Kim Min-jae nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức ở Jeonbuk Hyundai Motors và cùng câu lạc bộ này giành hai chức vô địch K-League One mùa 2017 và mùa 2018. Bản thân Kim Min-jae bỏ túi danh hiệu cá nhân cầu thủ trẻ hay nhất năm của K-League One năm 2017 và hai lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải. Anh đầu quân cho Beijing Quan vào năm 2019, trung vệ này chuyển sang châu Âu khoác áo Fenerbahce. Chỉ sau một mùa giải chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tài năng của Kim nhận được sự chú ý của nhiều đội bóng tại Premier League, bao gồm Tottenham, Everton và Leicester. Tuy nhiên, Kim chọn Napoli. Đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh để lấp đầy khoảng trống của Koulibaly, trung vệ từng được định giá tới 100 triệu euro để lại. Đó là quyết định chính xác của cả hai để bây giờ, thành Naples đang sống trong bầu không khí sôi động và huy hoàng của thời đại Diego Maradona. Về phần Kim, với thù lao của trung vệ hàng đầu Serie A, anh thừa điều kiện để chăm lo cho bố mẹ một cuộc sống đủ đầy. Đối với bố mẹ anh, giấc mơ này đã thành sự thật. Nhưng với tài năng hiếm có và ý chí mạnh mẽ, trung vệ 26 tuổi người Hàn Quốc sẽ chưa dừng lại tại đây. Như anh tự nhắc nhở bản thân mình bằng hình xăm dòng chữ: đừng bao giờ thôi mơ ước, thời gian không chờ đợi bạn đâu. Vì vậy, anh đang trên đường đến nhà hát của những giấc mơ.